Phật. Kính thưa quý tín hữu bốn phương thân mến, hành hương về thánh địa là nói đến địa thủy hiển linh nhiệm màu kỳ bí, là nơi tích tụ những nguyên khí tinh hoa của trời đất, và còn tiềm ẩn một kỳ quan vũ trụ độc nhất vô nhị mà từ cổ chí kim chưa từng có, đó là lãnh thổ Việt Nam, mà nhất là miền Nam nước Việt thuộc địa phận tỉnh An Giang. Trên thì có Thất Sơn, dưới thì có Cửu Long Giang, thật vô cùng quý báu. Chính nơi đây đã xuất hiện các vị Phật lâm phàm cứu thế trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương, để đáp ứng yêu cầu và trợ duyên đa số quý tín hữu đang trên bước đường tu học tìm hiểu về nguồn gốc. Kính mời chư quý vị theo dõi phim lưu niệm sơ lược về tiểu sử của các vị tu hành chứng đắc trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương và sự nhiệm màu quyền bí của năm non bảy núi mà Đức Huỳnh Giáo Chủ đã khẳng định. Trên năm non trồng phụng tốt tươi miền bãi núi mà sao báo quý, cùng phiên giới tựa đề hành hương về thánh địa, mong rằng sẽ đến với quý thiện tín có nhân duyên để cho chư quý vị tăng trưởng thêm đức tin về sự nhiệm màu của Phật pháp. Và trước khi quý vị theo dõi bộ phim, chúng tôi xin kính chúc quý thiện tín bốn phương thân tâm thường an lạc, thấu đạt nẻo quyền thâm, kiến tánh hết mê lầm, đồng sang bờ giác ngộ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, địa phận Sức Sơn nằm trong khu vực Tam Giác, Tịnh Biên, Nhà Bàn và Tri Tôn. Dùng Thất Sơn chón địa thế bề dài khoảng 30 cây số, bề ngang 17 cây số, chiếm 1/7 diện tích của tỉnh Châu Đốc. Nói đến Thất Sơn thì ai ai cũng có cảm giác rằng dùng này chứa đựng biết bao nhiêu là quyền bí linh thiêng, mà người nào có tánh hiếu kỳ tới đâu cũng khó tìm hiểu cho tường tận. Thất Sơn là bãi núi, nhưng núi nào với núi nào? Theo Đức Phật thầy Tây An cho biết, từ núi Sam chạy dài tới địa phận Thới Sơn, quận Tịnh Biên, gần chợ Nhà Bàn. Ở phía bên tả, đó là núi Két, vì nó có một mỏm đá lớn giống hình mỏ két nên gọi là Anh Vũ Sơn, cao 225 m, dài 1100 m, ngang 1000 m. Hai, đối diện với núi Két, về phía bên hữu là núi dài 5 giếng, vì trên núi có 5 cái giếng nước nhỏ nên gọi là Ngũ Hồ Sơn. 3. Từ Nhà Bàn chạy dài vô đường Tri Tôn khoảng trên dưới 10 cây số, phía bên hữu có hòn núi rất cao và lớn, đó là núi Cấm, cao 716 m, dài 7500 m, ngang 6800 m, nằm trên địa phận 4 thôn Vĩnh Trung, Thiết Ngạp, Nam Quy và Châu Lan. Núi này khi xưa có tên là núi Gấm, tức là núi gấm trời. Có lẽ vì các rặng cây xanh và các chòm đá trắng trên núi bị tứ nhi mây phủ nhiễu đanh nên hiện ra nhiều màu sắc gấm dốc đẹp xinh, được gọi là Thiên Cẩm Sơn. Nhưng sau này cái tên núi Cấm được xuất hiện chung quanh núi gấm này là có hai giả thuyết như sau. Giả thuyết thứ nhất là khi xưa hoàng tử Nguyễn Ánh thất trận bị quân Tây Sơn truy nã gắt gao, có đến ẩn náu trong núi này. Muốn cho sự ẩn lánh khỏi bị tiết lộ nên các quan chức cấm dân chúng quanh vùng đi lên núi. Diện lẽ nơi đây có nhiều yêu tinh, độc xà, ác thú, danh từ núi Cấm xuất hiện là vì cớ đó. Còn giả thuyết thứ hai, tên núi Cấm sợ dĩ có là vì khi xưa Đức Phật thầy Tây An tiên tri ngày sau tại đây có đền vàng điện ngọc của Minh Hoàng, nên ngài cấm các đệ tử các chùa hay ở trên núi này để tránh sự nhơ quế của cảnh núi non trong khi tiểu tiện.
4, núi dài cao 580m, dài 8.000m, ngang 4.500m, nằm trên địa phận 4 thôn Châu Lan, Lương Phi, Ba Chúc và Lễ Trí, tổng thành Ngãi, quận Tri Tôn. Người ta đặt tên núi này như thế là vì núi này có bề dài đến 8 cây số ngàn. Hình núi này giống như rồng nằm, nên Đức Phật thầy đặt cho là Hỏa Long Sơn. 5. Núi Ông Tô hay Cô Tô cao 614m, dài 5.800m, ngang 3.700m, nằm trên địa phận 4 thôn Tri Tôn, Cô Tô, Ô Lâm và An Tích, ở gần biên giới hai tỉnh Hà Tiên, Rạch Giá. Đức Phật thầy Tây An đặt cho là Phụng Hoàng Sơn. 6. Là núi nước, một hòn núi thấp nhỏ gần như đất bằng, vì núi này cao có 50m ở gần núi Tượng. Tại đó có cất một cái chùa, chung quanh núi nước bao bọc quanh năm không khô cạn, nên gọi là Thủy Đài Sơn, thuộc địa phận Ba Chúc. 7. Là núi Tượng đối diện với núi nước. Núi này cũng thấp và nhỏ, nhưng cũng được liệt vào thất sơn, gọi là Liên Hoa Sơn. Vừa qua chúng tôi xa lượt 7 núi, gọi chung là thất sơn, tức là bảo sơn, rất quý báu vô ngần, hiển linh tột bậc. Chính nơi đây có nhiều vị tu hành chứng đắc quả Phật tánh trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Còn nói đến Cửu Long, tức là Bảo Giang, con sông này được coi như là một con sông quý báu, vì nó là con sông lớn nhất và dài nhất trên hoàng cầu, hơn 4.500 cây số, phát nguyên từ bên Tây Tạng, nơi mọc lên dãy núi Hy Mã Lạp Sơn cao nhất thế giới 8.840m, cũng là nơi Đức Phật Thích Ca tu hành chứng quả chánh đẳng chánh giác. Con sông này chảy qua Việt Nam, nhất là tỉnh Châu Đốc, rồi tuôn ra biển Đại Thanh với 9 cửa: cửa Đại, cửa Tiểu, cửa Bà Lai, cửa Hàm Luông, cửa Chiên, cửa Cung Ngầu, cửa Định An, cửa Bích Sắc và cửa Tranh Đề, gọi chung là Cửu Long Giang. Vừa kết tụ nguyên khí, vừa phát hiện đủ thứ địa hình, rất là quý báu hữu linh, đúng với câu: sơn bất tại cao, hữu tiên tất linh, thủy bất tại tâm, hữu long tất linh. Có nghĩa, núi không cần cao hay thấp, nhưng có tiên ở là núi linh. Còn sông không cần sâu hay cạn, nhưng có rộng ẩn là sông linh hiển. Theo nguyên lý nam thất, nữ cửu, thì thất sơn thuộc dương, còn cửu long thuộc âm. Địa cuộc có âm dương tương hội, thế ấy tất nhiên là địa linh, mà địa linh tất sanh nhân kiệt. Sông thế ấy, núi thế kia, thì phải đào tạo được những trang hào kiệt phi thường như Đức Quỳnh Giáo Chủ đã xác nhận. Khi thiên liên sông núi nhiệm màu, ung đúc dòng anh hùng giang bôn bề. Còn cụ Trạng Đình Nguyễn Bỉnh Khiêm lại nói rõ về nơi xuất hiện của vị anh hùng dân tộc tương lai hay một thánh nhân xuất thế: Bảo Giang Thiên Tự Xuất, bất chiến tự nhiên thành, hay là Bảo Sơn Thiên Tự Xuất, bất chiến tự nhiên thành. Khoa địa lý cũng cho biết rằng, hễ một dòng sông bắt nguồn từ đất địa hiển linh, núi cao ngàn năm không người ở, rừng rậm ngàn năm không ai tới lui, phóng lượng sóng lên ngang ngàn thu không cạn, thì con sông ấy sẽ kết tụ huyệt Long Đỉnh, một địa huyệt rất linh hiển, vì nhiêu về vật chất cao siêu tột bậc về mặt tinh thần. Nhìn lại lịch sử nước nhà, ta thấy phần đông những anh hùng dân tộc hay những thi sĩ siêu nhân đều có ảnh hưởng ít nhiều của núi non sông biển. Đó là khí tiên ung đúc, mà cũng tại vì sự hùng vĩ của núi non rừng núi, nó làm cho con người được chí tại cao sơn, tâm ư thượng định. Như những trường hợp của các vị anh hùng ái quốc, những nhà chí sĩ ở khắp mọi miền đất nước. 1. Vua Lê Lợi, tức vua Lê Thái Tổ. 2. Cụ Trạng Trình. 3.
vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Trên đây là nói những bậc tiền bối phần đông đã thấm nhuần thuyết tu trị quốc bình thiên hạ của Nho gia đã cách xa ta đến mấy thế kỷ, thì cũng nhờ vào ảnh hưởng của cảnh núi non, đó là về mặt chánh trị tề gia trị quốc. Còn về mặt tinh thần, tại miền Nam nước Việt dùng Thất Sơn Châu Đốc xuất hiện các vị Phật lâm phàm cứu tế và các vị chân tu dài công khổ hạnh đắc pháp thần thông trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương trên dưới 150 năm trở lại đây, như Đức Phật Thầy Tây An, Đức Phật Trùm, Đức Bổn Sư, ông sư dạy Bán Khoai, Thập Nhị Hiền Thủ là đại đệ tử của Đức Phật Thầy, và hiện nay Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo trong thế kỷ 20. Chúng tôi xin sơ lược về tiểu sử của các vị đã nói trên, mời chư quý vị cùng theo dõi. Đức Phật Thầy Tây An, thân thế. Đức Phật Thầy Tây An chính danh là Đoàn Minh Quyên, đạo hiệu là Giác Linh, sinh vào giờ Ngọ ngày rằm tháng 10 năm Đinh Mão 1807, nhằm năm Gia Long thứ 6. Ngài quê làng Tòng Sơn, Tổng An Thạnh Thượng, tỉnh Sa Đéc. Đức Phật Thầy bỏ làng ra đi hồi còn nhỏ, rồi mãi đến năm 1849 Ngài trở về làng Tòng Sơn trong lúc dân chúng ở đây đang bị bệnh dịch tả hoành hành. Ngài liền ra tay cứu độ, trị bệnh, thuyết pháp và khuyên mọi người làm lành, lắm dữ, tự xưng là Đức Phật Thầy. Lúc ấy, Ngài được 43 tuổi. Dân chúng quanh vùng như Tòng Sơn, Trà Bư, Hội An, Mỹ An, nhờ có Phật Thầy cứu độ nên bệnh thế đã yên. Lúc đó ở làng Kiến Tạnh, bệnh dịch mới nổi lên bạo hành lắm. Động mối từ tâm, Ngài rời Trà Bư đến rạch Xẻo Môn để độ dân tế tế. Đến Xẻo Môn, đến đây Ngài trị bệnh cho dân chúng, bệnh chi cũng hết. Tiếng đồn lan ra khắp làng, người ta đến xin cứu bệnh mỗi lúc một đông, đông hơn ở Trà Bư gấp bội vì bệnh dịch đang lộng hành ở đây. Ba hôm sau, chức việc làng thấy người ta đến rần rộ quá, sợ bị quan trên quở phạt, bèn xin Đức Phật Thầy dời về cốc Ông Kiến, xéo rạch Xẻo Môn, là chỗ khắc chùa Tây An Phổ Tự ngày nay, do tiện việc chữa bệnh và thờ Phật ở đình. Cũng giấy vàng tro nhang như ở Trà Bư mà phát ra hoài cũng không đủ được, Đức Phật Thầy phải dùng đến áo nhang, nước lã. Thiên hạ chen chúc đến đông dày, nhiều người chờ đợi đôi ba ngày mới tỉnh được, có người không chen vào được phải lễ bái ngoài sân. Cảnh ngộ này được giảng xưa diễn ra rất rõ. Dầm trời thiên hạ như ban mai đến tôi phát chưa rồi buồn, người đi tới trước vô chùa, mấy người tới trễ lại đùa ngoài sân. Chẳng những bệnh dịch mà thôi, ngoài ra bất luận bệnh chi Ngài cũng trị được hết, chỉ trừ một ít người tận số. Nói cho ba tánh tỏ tình, mấy người tới số Thầy xin được nào, muôn ngàn thiên hạ biết bao đạo căn Thầy độ bệnh nào cũng an. Nơi đây, Ngài bắt đầu chỉ dạy cách tu hiền cho những người mộ đạo và dựng lên nghi thức thờ phượng trang hoàng, mở rộng chùa chiền cùng thu nhiều tín đồ đệ tử. Mỗi tín đồ đều phát cho lòng phái thẻ bài màu vàng có đề bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương. Bị dời về An Giang, từ khi Đức Phật Thầy dời sang cốc Ông Kiến,
Về sau thì bệnh nhân đến xin thuốc càng ngày càng đông, người theo về tu niệm mỗi lúc mỗi nhiều, danh tiếng đồn ra vang dội khắp nơi, người ta mừng rỡ bảo nhau: Đức Phật thầy quả là một vị Phật sống lâm phàm độ thế. Lúc ấy nhà chức trách huyện Đông Xuyên rất kinh động, vì thấy lòng người hầu hết trong huyện đã hướng theo Đức Phật thầy, ấy là chưa kể hết dùng phụ cận. Họ nghĩ rằng nếu cứ để như vậy, rủi ngài có chủ trương cuộc bạo động nào thì không phương gì dập tắt được, nên liền mật báo về tỉnh An Giang xin tỉnh định liệu lẽ nào cho họ khỏi bề trách nhiệm. Quan tổng đốc tỉnh An Giang chẳng chút chần chừ, liền sai lính xuống dời ngay Đức Phật thầy về tỉnh. Khi giáp mặt quan tổng đốc An Giang sau những câu hỏi chằn trước đón sau để buộc tội Phật thầy là gian đạo sĩ, họ còn bày ra đủ cách để thử thách ngài, nhất là lót tượng Phật Quan Âm dưới chiếu rồi bảo ngài ngồi lên. Trong khi đó nhiều tăng giải khác đã ngồi rồi trên chiếu, nhưng với Đức Phật thầy song nhất nhất ngài đều ứng đáp trôi chảy và khám phá ra được hết. Ngài không ngồi lên chiếu mà còn ngâm lên mấy câu thi để cho quan tổng đốc biết rằng ngài đã hiểu. Bẩm tôi xin đứng dưới này, hòa thượng thầy sai ngồi rài hai bên, tham ăn thấy khác một bên. Dưới tượng Phật bà hòa thượng ngồi trên. Các hòa thượng nghe Đức Phật thầy nói vậy liền đứng dậy dở chiếu lên, thì thấy hình cốt Phật Quan Âm để dưới thì thất kinh hồn vía. Sau khi tìm hết cách thử thách đã bị Phật thầy lật đẩy, nên nhà chức trách tỉnh An Giang đã đem lòng kính phục, nhưng cũng tạm giam giữ ngài để đợi lệnh triều đình định đoạt. Trong lúc lưu giam tại lao ngục, mặc dù đội cai canh phòng chặt chẽ, nhưng Phật thầy ẩn hiện ra vào tự do, không có cách gì mà giam giữ ngài được. Thế nên mấy lúc sau nhà chức trách cho ngài được ở ngoài tự do không ràng buộc nữa. Thể theo đề nghị của quan tổng đốc An Giang, Đức Phật thầy được triều đình chính thức công nhận được tự do hành đạo, nhưng buộc ngài phải xuống tóc như hàng tăng sĩ tu Phật ở cửa thiền. Không thể làm gì hơn, Đức Phật thầy đành phải xuống tóc. Khi phủi tóc rồi, Đức Phật thầy chia ra gửi cho các môn nhân đệ tử có tâm chí giữ gìn làm kỷ niệm. Tóc ấy hiện giờ mặc dầu đã trải qua hơn 100 năm nhưng vẫn còn nhiều người giữ được, như ông Nguyễn Ngọc Trơn ở Cù Lao Viên còn giữ mấy lọn tóc của Đức Phật thầy. Vào núi Sam, sau khi Đức Phật thầy được tha, để tránh sự hoài nghi của nhà cầm quyền, ngài vào núi Sam ở chung một ngôi chùa sẵn có do phái Lâm Tế lập ra, đã được triều đình chứng nhận. Chùa này thờ Phật cốt, gõ mõ tụng kinh, không giống cách trần tiết và nghi thức hành đạo của ngài. Lúc đầu khi ngài mới vào đây, vị sư trụ trì trong chùa xem ngài như một người bình thường mới vào quy y tọa giáo. Nhưng sau đó ít lâu, vì thấy những hạnh đức và đạo pháp lạ thường của ngài, nên các sư mới tỏ ý khâm phục và đồng sinh suy tôn ngài lên bậc sư trưởng. Ngài một mực từ chối, còn các sư thì cương quyết ép ngài. Ngài nhận thấy thời cơ đã đến, ngủ ở chùa này làm phương tiện truyền đạo để phổ hóa nhân sanh, nên ngài liền nhận lời. Từ ấy cái cảnh xẻo môn trước kia đã như tàn tạ, nay bỗng nhiên được phô diễn tại nơi đây. Người ta rầm rập tới lui xin bùa tỉnh thuốc và tỏ phái quy y để thực hiện cho kỳ được cái giáo lý vô vi chân truyền mà ngài mở ra từ trước. Đức Phật thầy bắt đầu những nơi hẻo lánh xa xôi lập ra những căn cứ tôn giáo mà thổ ấy ngài cho rằng là trại ruộng, để đem bổn đạo đến đó vừa tu niệm vừa làm ăn. Bằng cách ấy
Ngài biểu thị tinh thần Phật giáo vì nhân sinh, lúc nào cũng vì đời vì người, mà dùng Phật đạo để cứu khổ giác mê, chứ không hề bi quan yếm thế. Bởi vậy các trại ruộng được lần lượt dựng lên quanh vùng Thất Sơn như Thới Sơn Láng Linh. Ngài phái các đệ tử ở đó chăm lo săn sóc công việc. Nghi thức thờ phượng tùy theo tôn giáo của Ngài là thờ Trần Điều, cúng nước lã, hôm qua chứ không phải như ở núi Sam. Lúc đó Đức Phật Thầy tuy tiếng ở núi Sam, chớ thật ra thì Ngài dân du nơi đó để tùy cơ phổ độ quần sanh. Khắp vùng Thất Sơn không chỗ nào mà Ngài không bước đến. Thỉnh thoảng Ngài đến trại ruộng để truyền dạy đạo pháp cho tín đồ như các ông Cố Quả, Tăng Chủ, Đình Tây, Cậu Hai Lãnh, vân vân, đều được Ngài truyền cho bí pháp. Bởi vậy về sau tín đồ của các vị này phần nhiều cũng được đắc đạo cả. Giáo lý căn bản để cho phù hợp với trình độ và căn cơ của quần chúng trong thời kỳ Hạ Nguyên, Đức Phật Thầy chủ trương đem giáo pháp vô vi của đạo Phật mà truyền dạy trong nhân gian. Ngài không cho trần thiết tượng cốt tụng đọc tó la như trong nhà thiền đã làm. Tại ngôi Tam Bảo chỉ thờ Trần Điều, tiêu biểu cho tinh thần vô thượng của nhà Phật. Ngài đặc biệt quan tâm đến vấn đề đưa ra những giáo thuyết về việc học Phật tu nhân, bởi hầu hết tín đồ của Ngài là tại gia cư sĩ. Về tu nhân, Đức Phật Thầy thường khuyến khích các môn nhân đệ tử nên đền đáp tứ đại trọng ân. Loài cầm thú còn hay biết ổ huống chi người, nỡ bỏ tứ ân. Về học Phật, ta thấy Ngài gom vào ba điều căn bản trong Phật pháp là giới định huệ, trở về nội tâm. Lọc lừa thì đằng nước trong, ma Phật trong lòng, lửa phải tìm đâu. Hay là cam lồ rửa được tánh mê, nước trong thì thấy nguyệt kia xa gì. Và câu dốc lòng niềm chờ từ bi, lấy vào trí huệ cắt đi cho rồi. Xét qua giáo lý và hành động của Đức Phật Thầy, ta có thể mạnh dạn mà nói Ngài là một nhà cách mạng tôn giáo tiền phong trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Vì trong lúc Ngài ra đời, đạo Phật đang đi sâu vào chỗ lu mờ suy đốn. Một số nhà sư làm lệch lạc, sai xa với pháp giáo chân truyền. Chính Ngài trước hơn ai hết đã cương quyết đứng lên thực hành chánh pháp, phổ hóa quần sanh, gây nên một phong trào đạo hạnh sôi nổi tràn lan, mà từ xưa lịch sử đã chứng minh chưa từng có. Giáo lý của Ngài rất siêu tượng, dung quén nền đạo cho tươi sáng và lo cho đời được hạnh phúc ấm no. Ngài thọ được 50 tuổi, tịch tại núi Sam vào giờ ngọ ngày 12 tháng 8 năm Bính Thìn 1856, phổ cứu độ đời được 7 năm. Những di tích có liên hệ đến Đức Phật Thầy ở Tòng Sơn, từ cái tàu tượng đi đổ xuống rẽ sang lộ đất lối 2000 thước, du khách sẽ trông thấy xa xa một ngôi đình lợp bằng ngói ẩn hiện sau mấy chòm cổ thụ như trơm dầu. Đó là đình làng Tòng Sơn, một dấu vết quê hương của Đức Phật Thầy, nơi mà xưa kia Ngài về nương náu ở sau mái hiên. Sau bao năm xa cách, trải qua mấy lần đất lở, đình này phải dời đi cất lại đến chỗ ngày nay. Trong đình, tại bàn chánh thì thờ Trần Điều,
còn đặt ngay một hương án ở giữa. Hai bên, tả ban thì tờ hữu quyền, hữu ban thì tờ Đức Phật Thầy. Trên bàn có một tấm biển bằng cây, sơn son, thiếp vàng, lớn một thước bề ngang, một thước rưỡi bề đứng. Có khắc sâu những chữ Đoàn Phật Sư. Ở giữa có hai câu liễn kiến đề: Tòng Sơn Đắc Ngộ Phật, Tây An Ngã Giác Sư. Ở cái này Ngộ Phật Mẫu. Rạch cái này thuộc quận Chợ Mới An Giang. Rạch này cách tàu thượng lối 5.400 thước. Từ dàm rạch vào đến mộ chừng 200 thước. Chung quanh mộ có trồng ô môi và có cách một cái nhà thờ. Có người ở đây lửa hương phụng tự. Ở Long Kiến, tại làng Long Kiến, phía hữu ngạn sông Ông Trưởng, khách đi đường sẽ trông thấy một ngôi chùa uy nghiêm cổ kính. Trước sân có một cây dầu, chung quanh có xây bồn bằng gạch. Ấy là chùa Tây An Cổ Tự, một di tích của Đức Phật Thầy. Ngày xưa Ngài có về đây để phát phù trị bệnh, cho đến khi bị dời về An Giang. Nơi này trước kia là cốc của ông Kiến, tuy đã qua mấy bận hư hao và một lần bị cháy, người ta đều sửa lại cho có chỗ thờ phượng. Đến năm 1952, chùa này mới được dựng lại và sửa sang đồ sộ như ngày nay. Ở núi Sam, từ Châu Đốc đi vào 5.000 thước thì tới núi Sam. Rẽ sang phía tả, nhìn lên thấy ngôi chùa lồng lộng nằm trên triền núi. Ngoài ngõ có đề ba chữ Tây An Môn, đó là chùa Tây An ở núi Sam. Đây là nơi Đức Phật Thầy nương náu để độ dân cho đến ngày tịch diệt. Trong chùa Phật cốt rất nhiều, vì chùa này của phái Lâm Tế như đã nói đoạn trước, nên không có chi là dấu vết của Phật Thầy. Sau chùa về phía đông có một dòng thành vuông rộng, bề dài 5 thước 45, ngang 4 thước 75. Nền trên 9 cấp đất gạch, ấy là mộ Phật Thầy. Mộ không có nấm, trước mộ có một tấm bia khắc những chữ Nguyên sanh Đinh Mão Niên, Thập Hoàng, Thập Ngũ Nhật, Ngọ Thời Chú Sanh, Tự Lâm Tế, Gia Chư Thiên Phổ Chính, Phái Tam Thập Bát Thế, Thượng Pháp Hạ Tạng Tánh Đoàn, Pháp Danh Quý Quyên, Đạo Hiệu Giác Linh Chi Giảng Tọa, Tịch Thư Bính Tình Niên, Bát Hoàng Thập Ngũ Nhật, Ngọ Thời Thị Tịch Diệt. Trại ruộng Thới Sơn. Trại ruộng Thới Sơn cách xa núi Sam trên 10.000 thước. Ngày xưa khi làm xong, Đức Phật Thầy giao cho ông Tăng Chủ và ông Đình Tây coi giữ. Nơi này có hai di tích, Phước Điền Tự và Thới Sơn Tự. Hai chùa này cách nhau độ 2.000 thước. Khi Đức Phật Thầy mới vào đây, Ngài để trâu, ông sắm, ông xét làm ruộng tại Phước Điền. Còn Thới Sơn thì cất để thờ phượng và ở mà thôi. Tại Phước Điền Tự còn có hai đôi liễn tờ ở bàn chánh và dán ngoài cửa ngõ của Đức Phật Thầy lưu truyền đến ngày nay. Liễn ở cửa ngõ có đề Nhất Cần Bất Nhiễm Bồ Đề Địa, Dạng Tiện Đồng Quy Bát Nhã Môn. Trước sân chùa Phước Điền còn có một cái giếng mà xưa kia Đức Phật Thầy vô đây làm ruộng. Nhưng nơi đây không có nước cho tín đồ và dân chúng quanh vùng sinh hoạt, nên Ngài mới tạo ra cái giếng này. Nước rất sạch và ngọt. Kể từ ấy đến nay, nước giếng không khô cạn. Trên mượn giếng có xây các nhà mát để làm di tích. Còn liễn tờ bàn chánh có viết Phước Bảo Thiền Quang Thanh Tịnh Vô Di Thường Phổ Chiếu, Điền Kinh Công Đức Viên Dung Bát Nhã Biến Tông Truyền. Về sau khi ông Đình Tây tịch, trại ruộng Thới Sơn được sửa sang lại thành một ngôi chùa nguy nga. Nhưng qua bao lần dâu bể, chùa ngày nay được tín đồ mở rộng ra thêm, nơi chỗ thờ phượng rất trang hoàng để tiếp đãi khách thập phương hàng năm đến viếng. Ở Láng Linh, từ dàm kinh sáng Vĩnh Tre đi vô độ 10 cây số thì tới trại ruộng Bửu Hương Cát ở Láng Linh,
thuộc làng Thạnh Mỹ Tây, Châu Đốc. Chỗ này là một di tích của Đức Phật Thầy xưa đã rẽ đất khai quang để mở cơ hoằng pháp. Ngài giao trại ruộng này cho Đức Cố Quảng coi giữ. Ngày nay qua nhiều trận hư hao, nơi đây được chấn chỉnh lại trang hoàng, lợp ngói, vách gạch. Và có ông Nguyễn Văn Tịnh là đệ tử của ông hai Trần Văn Nhu ở giữ gìn phụng tự. Đức Phật Thầy để lại cho đời cuốn giảng xưa, nội dung sấm giảng, Ngài khuyên người đời trao dồi đức hạnh, gìn giữ tứ ân. Và còn những lời tiên tri sau này thật xảy ra không sai một mại. Những sấm truyền xưa của Phật Thầy dần rang kim mà tri thì biết. Có rất nhiều mẫu chuyện mà Đức Phật Thầy đã tiên tri, nhưng vì thời gian có hạn nên ở đây chúng tôi chỉ đơn cử mẫu chuyện gốc mục đâm chồi mà thôi. Nói về cây dầu trước cửa chùa Tây An cổ tự, vì trải qua nhiều dấu bể nên cây dầu ấy chết đi và gốc đã bị mục. Đức Phật Thầy nói với môn nhân đệ tử rằng: kiếp này Thầy công viên quả mãn rồi viên tịch, nhưng Thầy còn bổn phận tái sanh trở lại trần gian để dìu dắt quần sanh. Nếu biết chừng nào Thầy trở lại thì khi nào gốc mục cây dầu ấy đâm chồi nảy tượng là ngày Thầy trở lại trần gian như trong giảng xưa Ngài có mắt. Chừng nào gốc một đâm chồi thì ông trở lại vãng hồi trần gian. Quả đúng như vậy, Ngài Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo khai đạo ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão thì gốc mục ấy đã lên chồi. Bởi vì Đức Phật Thầy là tiền thân của Đức Quỳnh Giáo Chủ, như trong sấm giảng quyển nhì Ngài đã tố lộ: lời của người di tịch núi Sam chớ chẳng phải bài điều quyên hoặc. Đức Phật Thầy có để lại cho môn nhân đệ tử bài mười điều khuyến tu, mặc dù đã trải trên trăm năm nhưng khối tín đồ phái Bửu Sơn Kỳ Hương vẫn còn kính ngưỡng phụng hành và truyền tụng. Điều thứ nhất Thầy khuyên nên nhớ, lòng chung kiên muôn thuở còn dù ai nặng nhẹ trăm đều quyết không bỏ lý cao siêu của Thầy. Nhiều thử thách đang dây con đó nếu ngã lòng công việc chi còn ở trần gian đều là quyển quặc chớ mang trong lòng. Và Ngài còn khuyên tín đồ hãy ráng công phu sám hối hai thời cho được bình đẳng để đền đáp tứ đại trọng ân. Điều thứ sao thiết tha Thầy dặn ngày hai thời lắng lặng công phu giết chi dù quá cần cù cũng nhân dài khắc khi tập tu nguyện cầu khi rằng việc khi đồng sâu
kinh từ của thầy ban. Học cho nghi thông thuộc đôi hàng, ngâm nga trong lúc thanh nhàn băng khoăn. Hàng năm vào ngày 12 tháng 8 là ngày lễ kỷ niệm Đức Phật Thầy. Ba tánh thập phương cùng tín đồ trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương lần lượt kéo về chùa Thới Sơn và Phước Điền tự để lễ bái. Trên dưới hàng trăm ngàn người đến viếng hành lễ và tham quan những di tích. Một khung cảnh hết sức là huyên náo nhưng cũng không giảm đi vẻ tôn nghiêm đạo đức đạo phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Ông Đạo Đèn hay Đức Phật Trùm, năm 1875. Thân thế, ngài tên thật là chi và sanh năm nào chưa tìm ra được. Quê ở Thóc Lương Phi, núi Tà Lôn thuộc quận Tịnh Biên, Châu Đốc. Ngài vốn thật là người cao niên, lúc còn là thường nhân thì đầu cạo trọc, ăn mặc theo lối miên. Nhưng khi được sáng tỏ, ngài để tóc, ăn mặc theo người Việt. Ngài có vợ và sanh được 4 người con gái, hiện nay miêu vệ không thấy còn ai. Trường hợp tỏ ngộ. Năm Mậu Thìn 1868, quanh vùng Tà Lôn, nhân dân bị bệnh dịch mà chết vô số. Khi ấy, ngài cũng mang bệnh rồi chết. Chết vào lúc ban đêm. Gia quyến ngài định quàn lại sáng hôm sau sẽ đem ra quả táng. Không ngờ trời rạng đông, ngài tự nhiên sống lại và đi đứng mạnh giỏi như thường. Nhiều người cao niên súng lại hỏi thăm, ngài không trả lời bằng tiếng Miên mà chỉ nói bằng tiếng Việt. Ngài bảo vợ con từ nay hãy ăn ở nói năng theo phong tục người Việt. Vài hôm sau, ngài bắt đầu nói giọng nửa hư nửa thật. Có ai hỏi ngài tại sao thế thì ngài trả lời đại được rằng, tuy là phần xác của mên, hồn trùm của Phật xuống lên dạy đời. Bị bắt, từ ấy ngài bắt đầu trị bệnh nói pháp. Ban đầu còn cứu người về bệnh dịch tả, sau bệnh này êm rồi thì người ta đem đến bệnh gì ngài cũng trị được. Tiếng đồn vang dội khắp nơi, thiên hạ đem nhau đến để quy y cầu đạo. Mỗi ngày một đông, không chi kể xiết. Bởi thế, có bọn người cao miên ở Tà Lôn đem lòng ganh tị. Nhất là họ thấy ngài thâu nhận nhiều tín đồ người Việt thì lại càng ganh ghét thêm. Họ đến báo cáo với quân Pháp ở Châu Đốc, nói rằng ngài hiệp cùng với người Việt để mưu cuộc giấy binh chống Pháp. Liền theo đó, ngài bị bắt về Châu Đốc và không cần xét hỏi hư thật. Nhà cầm quyền liền đem ngài giam cầm vào ngục. Cũng gần giống như trường hợp của Đức Phật Thầy bị bắt giam khi trước. Mặc dù ngài bị giam cầm trong ngục thất, nhưng nhiều người vẫn thấy ngài thông thả vào chơi ngoài phố chợ như người vô sự. Bởi vậy, nhà cầm quyền hết sức nghi nan và lo sợ. Họ còn bắt ngài bỏ vào củi sắt rồi đem liệm xuống sông. Thế mà khi khiêng đến bến, ngài cũng vẫn điềm nhiên ngồi trong củi sắt hút thuốc lá như thường. Họ quăng ngài xuống nước thì thấy bọt tia nước sôi lên. Nhưng trái lại, một chập sau, họ thấy ngài xõa tóc ung dung đi đứng trên đường phố. Họ liền kéo củi sắt lên thì vẫn thấy ngài còn ngồi trong đó. Họ liền bỏ ngài vào vạc dầu sôi. Ngài an nhiên không chút sợ sệt, và khi đem ra, ngài không bị một vết phỏng nào. Ở đây một thời gian, ngài bị nhà chức trách Pháp cho uống nước cường loan là một chất độc giết người, mà ngài vẫn thêm mạnh. Lại xét thấy ngài hiền lành, không có gì đáng cho là nguy hiểm cả, họ bèn tha ngài về. Trở về Tà Lơn, sau lúc được trả tự do, ngài được Pháp phát cho cây súng hai lòng để đi săn chơi. Xong,
họ buộc ngài mỗi tuần lễ vào thứ hai phải trình diện. Ngài tuy theo lệnh nhưng vẫn còn có thời gian trở về Tà Lôn mà cứu bệnh và nhắc nhở người đời sớm lo tu tịnh. Nơi đây, ngài thường lên núi lấy pháp đem về để xe đèn trị bệnh. Người ta không biết sách ở đâu mà cứ mỗi lần đi lấy thì những người đi theo ngài không tài nào gánh hết được. Cho nên ngài có pháp danh là Đạo Đèn, pháp danh Trường Hợp Tịnh Diệt. Ngài ra đời giáo đạo sau ngài Đức Phật Thầy Diên Tịch 12 năm. Phổ Quá Nhân sanh được 7 năm thì ngài tịch diệt, nhằm ngày Hâm Ất Hợi năm 1875. Ngài còn lưu lại cho đời một bộ sấm giảng khuyên người đời tu niệm và tiên đoán việc thời cơ. Lúc ngài tịch có xảy ra một việc rất lạ tưởng không bỏ sót được. Một hôm trước ngài tịch, ngài bảo tín đồ đóng cho một cái hòm rồi tự mình trải vào một cái khăn bằng vải rất rộng. Xong, ngài vào nằm trong đó, sai người đậy nắp cẩn thận rồi đi báo cho pháp hay. Được tin đã kiếm được xác ngài, quân pháp kéo vào xem xét thì quả nhiên, nhưng họ chưa tin rằng chết thật. Bảo cứ gác thẻ dưới nắp hòm rồi để đó, thể vài ba ngày thì họ vào một lần rồi dỡ ra khám nghiệm. Sau khi đã khám nghiệm đủ cách mà không thấy ngài còn chút gì là còn sống. Mặc dù xác ngài cũng không hôi thối, nhà cầm quyền pháp thả hết vợ con ngài ra, rồi hạ lệnh đem chôn ngài trước mặt cho họ trông thấy. Từ ấy về sau, ngài không có trở về nhà nữa. Nhưng thỉnh thoảng, ngài có cho tín đồ trông thấy ngài còn lãng vãng miền Thất Sơn. Hiện nay ở Sóc Lương Phi vẫn còn phần mộ của ngài. Đức Bổn Sư thân thế, ngài chính danh là Ngô Lợi, lại còn có tên riêng là Hữu, ngài thứ năm. Cho nên lúc mới ra đời cứu bệnh, người ta gọi là Cậu Năm Hữu. Tướng ngài nho nhã, cách đi đứng dịu dàng, tánh tình hòa quẩn dễ dãi. Đối với tín đồ, ngài tùy theo lớn nhỏ mà kêu gọi bằng anh chị hay cô bác, chớ không gọi bằng con. Ngài sanh trưởng tại Dội, gần Mộc Bài, chỗ giáp ranh giới biên thùy Miên Việt thuộc tỉnh Châu Đốc. Thân thuộc của ngài hiện giờ tìm hỏi không thấy còn ai. Trường Hợp Tỏ Ngộ. Vào ngày 5 tháng 5 năm Đinh Mão 1867, ngài dọn mình bỏ tục trong 7 ngày đêm, nằm đê mê cho đến ngày thứ 7 thì tỉnh lại. Và bắt đầu từ đó, ngài phổ quá độ sanh. Ngài dân du đây đó thuyết pháp trị bệnh cứu đời. Ngài đến Cù Lao Ba thuộc thôn Vĩnh Trường, Châu Đốc. Trong khi dân chúng vùng này đang bị bệnh dịch hoành hành dữ dội. Về cách trị bệnh, ngài chỉ dùng nước lã, giấy vàng như Đức Phật Thầy Tây An khi xưa, chứ không phải hao tốn thuốc men chi hết. Thế mà bệnh nào cũng mạnh, tiếng đồn vang khắp các nơi, dân chúng theo về quy y mỗi ngày một đông không chi kể xiết. Ngài ở Cù Lao Ba một thời gian rồi lên vùng Thất Sơn, sang núi Dài, đến núi Tượng. Đâu đâu ngài cũng truyền dạy đạo đức và cứu bệnh giúp đời. Cùng lúc thâu nhận tín đồ và dựng chùa thờ Phật. Bởi thân thế của ngài rất to, cho nên nhà cầm quyền pháp hồi ấy sợ lắm, thường tìm bắt và tiêu diệt giáo phái của ngài. Xong, với cách thay hình đổi dạng, khi thì ngài giả ra đàn bà con gái, khi già, lúc trẻ, cho nên nhà cầm quyền pháp không tài nào hiểu được tông tích của ngài ở đâu. Việc phá ếm. Một hôm nọ,
Ngài cùng số tín đồ đi tham quan trong vùng núi nước. Trong khi ngắm xem phong cảnh, Ngài bỗng kêu tín đồ lại mà cho biết rằng tại đây có một cây ếm rất độc, có tai hại cho tương lai Việt Nam. Mấy người tín đồ ngơ ngác không biết gì. Ngài vừa nói và chỉ bảo rằng dưới gốc ba cây da to lớn trước mặt kia là chỗ ếm. Hôm sau, Ngài dẫn đến lối 50 người đệ tử, giác rìu, giác búa, có đem theo khăn ếm để trấn áp quỷ ma, rồi áp vào đốn hết cả ba cây da ấy. Khi hạ được rồi, Ngài cho móc hết gốc rễ tận dưới đất sâu, thì quả nhiên có một cái ếm bằng đá, chữ khắc đã lu mờ, xong hồi ấy còn có thể nhận ra được là của bọn người khách trú. Trở về núi Tượng. Sau khi bôn ba đây đó, Ngài trở về núi Tượng mở rộng chùa chiền, quy tụ dân cư và lập nên mối đạo hiếu nghĩa. Ngài chính thức lấy danh hiệu Đức Bổn Sư nhằm ngày rằm tháng 9 năm Canh Ngọ 1870. Thấy quân Pháp nghi ngờ và thường đến quấy nhiễu, Ngài bèn rời núi Tượng sang qua núi Dài cùng với một số tín đồ sẵn có tại đây và dựng lên chùa chiền chăm lo đạo đức. Khi diệt độ ngày 13 tháng 10 năm Kỷ Dậu 1890, Ngài đang mạnh giỏi như thường, bỗng kêu các đệ tử lại mà cho hay rằng Ngài sắp diệt độ, và dặn hễ khi thấy Ngài tắt thở thì hãy để xác yên nguyên như vậy, đừng chôn, lo tu cầu và giữ gìn cẩn thận, một thời gian Ngài sẽ trở lại. Thế là nội hôm ấy Ngài tịch. Tín đồ dâng theo lời dặn, giữ xác thầy và đặt bàn hương án tụng niệm kinh kệ luôn. Biết thầy đã liễu ngộ và hẹn có Ngài trở lại, vì vậy mà các anh em đồng đạo núi Dài hết lòng giữ gìn sùng bái. Tại núi Tượng, các ông trò lúc đầu giữ gìn phần xác của Đức Bổn Sư rất cẩn thận. Họ để xác Ngài trong mùng nhiễu xanh phía sau bàn chánh trong chùa, rồi ngày đêm canh gác tụng niệm không ngớt. Xong chỉ được vài tháng, họ bắt đầu chểnh mảng dần, sự gìn giữ không được chu đáo nữa. Vì thế mà phần xác thịt của Ngài bị chuột vào cắn mất một lóng tai. Một hôm, các ông trò xúm nhau vào thăm thấy thế, họ lấy làm lo sợ mà có lỗi với thầy, nên bàn với nhau đóng một cái rương, xong họ thịnh xác Ngài đem để kính trong đó. Sự viên tịch của Đức Bổn Sư đã lọt đến tay quân Pháp ở Tịnh Biên, họ kéo vào núi Tượng bao vây, quyết phen này tìm cho được xác của Ngài cho rõ thực hư. Hôm ấy nhằm lúc chỉ còn một số tín đồ ở giữ tại chùa, thình lình nghe có quân Pháp đến, họ hãi kinh không biết làm cách nào giấu cho kịp xác của thầy, và cũng để cho tự mình trốn tránh. Bỗng từ ngoài có con mãnh hổ rất to nhảy a vào, học lên một tiếng vang dội cả rừng núi, rồi đến dở rương cổng xác Đức Bổn Sư chạy mất. Từ ấy về sau và mãi cho đến ngày nay, không ai nghe thấy được Đức Bổn Sư ở đâu nữa. Ngài có để lại cho đời một quyển đồ thư, trong ấy có tiên tri chuyện biến thiên của đất nước. Và tại Tam Bửu Tự ở làng An Định, quận Tịnh Biên, còn chạm vào cột một bài thi của Ngài. Cứ hàng năm vào ngày 13 tháng 10, bá tánh thập phương đều đổ xô về chùa Tam Bửu Ba Chúc để kính viếng Ngài viên tịch của Đức Bổn Sư. Sư giải bán khoai thân thế. Ông tên thật là Mỹ, họ gì không ai rõ, quê quán và lai lịch thế nào,
hỏi không ai biết. Ông có vợ, sanh được hai người con, và thường đến Vĩnh Gia thuộc kinh Vĩnh Tế. Hình dạng nhỏ bé, ốm yếu, xa trông giống như một cô dại. Vào khoảng năm Tân Sửu 1901 và năm Nhâm Dần 1902, ông thường giả dạng thường nhân đi bán khoai ở xứ Cao Miên và trong kinh Vĩnh Tế để tùy cơ tiến thị người đời. Thấy vậy, người đời cũng quen gọi ông là Sư Dạy Bán Khoai. Lại nữa, ông trị bệnh cho đời hay dùng giải áo, giải khăn của mình mà cho nhân thế. Người ta đặt cho ông cái biệt hiệu là Sư Dạy. Dân du dạy đời. Ông bơi xuồng giả dạng người bán khoai để cảnh tỉnh người đời. Trong sấm dạy của ông có đoạn chép: Nào khi Sư Dạy bán khoai trong kinh Vĩnh Tế, mặt cân tôi chẳng biết cầm, quê mùa già cả âm thầm biết chi. Ông còn dùng lời lành để kêu gọi dân chúng trở về đường tu, chẳng những ở Vĩnh Tế mà khắp vùng Thất Sơn đâu đâu cũng có ông. Đến hư các việc tỏ bài, tôi không có ép mà có đại chi ai. Thương hại ông lão bán khoai, lên non xuống núi ôm mai dạy đời. Thân làng nọ khổ hại thân già, Nam Mô Đức Phật Di Đà khiến người trở lại thảo gia của bác bài. Đầu sắm vàng mười hiền lương đầu xứng với người hung, cùng như Sư Dạy ai bằng, khôn như bờm bãi nhiều thằng mang gông. Lời khuyên khắp hết Tây Đông, chừng nào hết cá dưới sông hết. Ngoài việc khuyên người đời tỉnh thân thiện niệm, ông còn nhắc nhở bổn phận làm người và gợi lên tấm lòng trung quân ái quốc. Niệm Phật thì phải chí tình, ơn cha nghĩa mẹ giữ mình cân phân. Niệm Phật phải giữ tứ ân, ơn nhà nợ nước sự phân tròn. Ông có đến Cù Lao Ông Chưởng cũng giả dạng bán khoai để khuyên người đời tu niệm, và sau lại trở về núi Cấm. Chỉ nội dung khoảng 2 năm Tân Sửu và Nhâm Dần, người ta còn thấy ông dân du giáo hóa người đời. Nhưng từ đó về sau, không ai còn thấy ông ở đâu nữa. Ông để lại cho đời một quyển sấm giảng người đời, với mục đích dạy người đời làm lành lánh dữ và trung nghĩa với tổ quốc giang sơn. Bổn sấm giảng ấy cho đến ngày nay vẫn còn nhiều người tâm đạo truyền tụng và tôn kính như pháp bảo. Ngài xuất hiện trụ thế dạy đời được 2 năm 1901-1902. Trở lại mẫu chuyện của Đức Phật Thầy, Ngài trụ thế được 7 năm để giáo hóa nhân sanh, và Ngài đã thu nhận rất nhiều môn nhân đệ tử. Trong số đó,
nổi bật nhất có 12 vị đã được Đức Phật Thầy chân truyền bí pháp đạo đức quyên tâm đắc quả thế gian và được nhiều pháp thuật được gọi là thập nhị hiền tổ. Mỗi vị đều có sự ấn chứng riêng, xin kể sơ lược ra đây ít vị cho chư quý tín hữu được lãm tường. Đức Cố Hoàng thân thế, ngài tên là Trần Văn Thành, làm quan đến chức Chánh Quản Cơ dưới triều vua Thiệu Trị và Từ Đức. Bởi có công nghiệp rất lớn lao đối với đời và đạo, vả lại con của ngài là ông Trần Văn Nhu, cũng là thầy của ông Ba Thới, tác giả cuốn Kim Cổ Kỳ Quan, và cháu nội của ngài là Trần Quang Như, đều là những bậc đạo hạnh cao siêu, ân nhân thiện tính, cho nên người đời sau kính trọng mà gọi ngài là Đức Cố Quảng. Ngài quê ở Cồn Nhỏ thuộc làng Bình Thạnh Đông, Tổng An Lương, tỉnh Châu Đốc. Ông bà thân sinh ngài vốn là nhà khá giả, có nhiều ruộng đất, nên khi ngài vừa lớn lên thì được đi học chữ nho. Ngài có khiếu thông minh, học ít hiểu nhiều. Đến khi trưởng thành, ngài chuyên luyện rất tinh thông võ nghệ, cũng được gọi là văn võ song toàn. Tướng ngài mập mạp, không cao không thấp, nước da trắng, lúc về già thường bịt một cái khăn xước bằng nhiễu điều, và mỗi khi ra trận, người ta thấy ngài luôn luôn mặc ở ngoài cái áo lá nhuộm màu già. Ngài cưới vợ tại rạch Sa Nhiên, tức Sa Đéc. Nhũ danh của bà Cố Hoàng là Nguyễn Thị Thành. Hình dốc ốm yếu, nhỏ người, nhưng văn võ kiêm toàn. Bà hạ sanh 6 người con, 3 trai, 3 gái. Trưởng nam là ông Trần Văn Nhu, tục gọi là cậu Hai Nhu. Đánh giặc Tần. Lúc giặc Tần nhiễu loạn ở mạng Điên Thùy, Sóc Trăng, ngài đứng lên chiêu mộ binh sĩ, rồi hiệp cùng binh lực của triều đình dẹp loạn cứu dân. Trong những trận đánh ở gần Diên Thị, Diên Diệp, ngài có chiêu phục được hai người tướng lãnh cao niên là ông Bướm và ông Voi Lớn.